chưa? Quay mình chơi. Quay mình luôn, quay mình luôn. Gác lặng lắm. Ai các bạn? Dạ, đó, đó không nè. Rồi. Này là xe này đó. Không? Hả? Không, đi một đoạn thôi nha. Hả? Đi xe máy một đoạn rồi quanh lại. Cầu nó có bao nhiêu thôi mà. Ủa chứ lên coi không được nha. Cái này hả? Cái này là chỗ hồi nãy nè. Thôi đi xuống quanh lẹ rồi lên. Lên nó cho nó hấp dẫn. Là tung quay đi, tung quay cảnh này như rung. Đó bạn thấy không, biển hấp dẫn không? Các bạn đi cắn cạn nha, mọi người rớt biển á. À, trong biển này đẹp ghê không? Nhìn cảnh biết quá hề, sóng biển chặt rùm rùm đỏ nè. Biển rồi thấy đẹp, trang. Lên xe đi em ơi, tầm biển này đẹp xa xôi. Đứng ở đây, mình đẹp cha, mình xuống mình cha chút. Đó, bạn thấy không? Bây giờ mình đi phụ mấy ông tới ông cậu có kìa. Ừ, hấp dẫn nè. Ủa, để cần vậy luôn á hả ta? Để cái cần vậy hả? Đây vậy hả? Không dám ra cái cục đá kia đâu, sợ lọc biển á. Ê, đi coi gì đó nè. Đó là cái bèo luôn á. Đù, chẳng đi. Đó, nó quay xuống đây coi. Ê, mình xong mấy cục đá đây, sao nó chữa ra ta? Đây nè, hôm hồi nãy nghe nói là mấy cái cục đá này là hôm bữa trước là nó ở hết ở trong này nè. Là không có đường đi, chỉ có một cái đường nhỏ xíu như cái máy vô này. Cục đá này nè. Nhưng mà bây giờ người ta chữa ra đây, người ta đổ xuống này rồi đó. À. Cái này ừ để cái này là đổ nhiều lắm, nó chìm mấy cái biển mà nó văng tới này luôn nè. Ghê. Đây là để làm bờ kè chắn sóng đó. Đó qua núi rồi bạn. Ở bên kia có một cái đậu. Ừ, bên kia có một cái đậu. Cái chỗ kia người ta qua được đúng không? Hình như nghe nói từ đây nó chắc là một cái cầu nối từ đây là qua biển Phú Vinh á. Đồ, đi chơi là biển Phú Vinh đó đúng không? Đúng rồi, khúc kia là gần đó Phú Vinh á. Cái này hình như gần Phú Vinh đâu đây nè. Cũng không, cái đang đâu Phú Vinh. Không, đâu nói chung là gần đây nói chung là chuẩn bị nó bắt cái cầu hình như nối từ Phúc Quang Phú Vinh đường vậy. Ồ hấp dẫn ghê các bạn ơi. Lâu thiệt hồi nhỏ vừa luôn á. Bắt rồi nó là có đó. Biển đẹp quá à, mê luôn á. Quá quá quá. Rồi. Ai các bạn, mình đang ở cái vách nè. Đây, đây là cua mèo. Đây là cá tô. Nãy các bạn, à, hồi nãy mình quay đó, bây giờ nó có một cái vách ngang nè. Vách đây là cái vách ngang biển thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ cầm nó quay, mình quay lại cho các bạn xem cái vách như thế nào nha. Đó, bạn thấy không? Biển nè, ở dưới là biển nha. Đó. Để mà ra 78 á là bằng dựng xe phía trước nha. Đó, người ta dựng xe đó và đi bộ ra. Còn ở đây là cái vách ở ngoài thôi, các bạn nào muốn ra ngồi chơi á thì mới đi đường này. Đó, đẹp kia các bạn. Ngắm biển ở một góc mới. Đó là e á. Chụp hình đi, chụp hình đi. Hai. À, kệ nó chụp cho sáu trời vui. Đẹp kia không? Không sao, cậu đau không vẫn đẹp chứ thường. Cái bê
bên này là người ta đang tắm biển nè, mặc dù bây giờ trời rất là nắng luôn á. Ê, có chân lọt xuống dưới á. Hai, mua đá luôn các bạn. Đó, cảnh nè, chỗ trăng này, phê. Rồi, phê không? Các bạn thấy đá không? Lòng lắm chứ lòng lộn gì. Nhỏ vừa á. Nhỏ vừa mình đâu đi xuống đây đâu. Nếu mà bên không bàn, gió này nó coi các bạn. Nó coi đây là mình cảnh đẹp lắm. Hôm nay trời tiết rất là đẹp đúng không? Giờ đi đi đi. Cỡ đi, cỡ đi. Ôi các bạn thấy không? Một đàn cái này là con gì? Con cò hả? Sao vô trong máy này không thấy ta? Các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Ta đang câu cái kìa. Cá mì cho mẹ. Thôi có hai thanh niên đang nắm tay nhau đi dạo biển. Bên này là thanh niên Kato nè. Đó nha các bạn. Cái này ê, có con bị con gì ta? Giống con cua không ta? Đó con cua luôn á. Thôi giống con cua chát luôn rồi. Cua sao nó như một đó quá vậy? Ê, giống nó đổ màu được. Thôi, lúc nó chạm vô nó nhanh lên mình luôn nè. Ê. Đó chứ gì con cua nữa. Tắm biển hùng vĩ. Quay sắp hết pin luôn. Chào khán giả kia. Tao đi nhắm cua các bạn. Về qua đã còn mạng không nữa sao. Đây các bạn. Đây là vừa giờ mình và cô Mèo sẽ đậu áo khoác với nhau nha. Đó, đây là áo của mình nè, cô Mèo mẹt vô nè. Quán già quá. Đó, nhột gơ bây. Gơ gì mà nhỏ thì ờ, đây là Kato nè. Kato rất là đẹp trai và dịu dàng đi mặc một chiếc áo màu hồng. Mũ hiểm hồng kìa đội lên.